các bạn, trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món ngô luộc nhé. Ngô lếp luộc rất là ngon, và để có một bí quyết luộc ngô ngon thì các bạn chỉ cần có một thìa này vào, ngô ngô của chúng ta sẽ ngọt, mềm, ngon, và khi các bạn để nó cũng không bị lép cái phần hạt ngô đi nhé. Rất là dễ ăn ạ. Không những thế mà chúng ta có thể dùng nước ngô luộc để mình uống nhé. À, sẽ tốt cho những tốt cho thận của chúng ta. Và mình mời các bạn cùng làm với mình ạ. Đây các bạn, đây là những bắp ngô mình vừa mua xong nhé. Nó hơi bé vì năm nay thời tiết nó không thuận lợi, cho nên là khi nó trổ bông ấy thì gặp mưa trong mấy ngày, cho nó làm cho bông nó hạt ngô ấy nó không được đều nhé. Mình đã bỏ hết cái lớp bẹ bên ngoài này thì họ xin họ cho bỏ ấy, cho nên là mình không lấy. Còn không có, các bạn để một vài nước áo thì ngô nó luộc cũng ngọt hơn đấy ạ. Các bạn biết rằng ngô ngọt chúng ta có thể luộc và ăn vào một buổi sáng nhé. Mỗi buổi sáng các bạn có thể ăn một bắp ngô ngọt khoảng 200 calo các bạn nhé. Lượng calo này sẽ ít hơn khi các bạn ăn một gói xôi hoặc một tô bún nhé, hay phở ạ. Tuy nhiên vẫn đảm bảo được việc bổ sung chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể. Vì thế bạn có thể dùng bắp ngô ngọt vào buổi sáng thay thế cho bữa ăn sáng khác nhiều calo các bạn ạ. Hầu hết chúng ta đều biết đến những lợi ích của ngô ngọt đối với sức khỏe. Vì vậy ngô là thực phẩm có được sử dụng nhiều hàng ngày các bạn. Ngô có nhiều loại, trong đó có phổ biến nhất là ngô ngọt và ngô lếp. Ngô được chúng ta biết ngô ngọt có vị ngọt hơn, dễ ăn hơn và nên được nhiều người ưa thích hơn ạ. Nếu bạn muốn có ngô ngọt nhưng mà ăn ngô ngọt đấy nhưng chưa biết ngô ngọt bao nhiêu calo, có sợ tăng cân thì các bạn không lo gì cả, vì cái chất ngọt này nó là chỉ là vị ngọt bình thường nhé, sẽ không lo ngại gì lên cân cả. Khi có ngô ngọt này mình sẽ đem đi để mình rửa các bạn nhé, rửa để mình đem vào mình luộc ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình ngô và mình sẽ rửa dưới vòi nước trực tiếp này nhé. Những cái hạt mà nó bị hỏng nhé, các bạn có thể dùng tay hoặc con dao các bạn bỏ nó đi nhé. Khi mình rửa như thế này thì các vi sinh vật hay bụi bẩn bám vào ngô nó sẽ đi ra nhé. Đây, bây giờ mình sẽ thử dùng tay ra. Mình cạy hết cái phần này đi. Các bạn rửa đi rửa lại cho mình khoảng 3 nước là cái phần ngô này sẽ sạch nhé, để chúng ta ăn đảm bảo ạ. Ngô ngọt nó sẽ hay bị sâu hơn là ngô lếp nhé, vì ngô ngọt nó có độ ngọt hơn. Các bạn chuẩn bị cái xoong cho mình và mình sẽ xếp phần ngô ngọt xuống nhé. Khi các bạn luộc ngô để cho ngô nó ngon và không bị ấy thì hạt nó đều ngon và nó ăn chúng ta có độ ngọt đậm vừa phải nhé, thì các bạn nên cho mình một ít muối. Đây là một bí quyết để chúng ta luộc ngô ạ. Nhiều bạn cho đường nhưng chúng ta đã sợ lên cân rồi thì chúng ta hạn chế dùng đường các bạn nhé.
Chúng ta chỉ cần muối là đủ ạ. Lượng nước chỉ cần như vậy là đủ các bạn nhé. Mình cho lửa thì nó vẫn bị nổi lên. Các bạn sẽ đun ngô này cho mình sôi khoảng 20 phút là chín nhé. Không cần nhiều thời gian các bạn ạ. Đây các bạn, ngô sôi này nhé. Và mình có thể chở những cái bắp này ở trên này nhé, mình cho xuống dưới, bắp ở dưới mình cho lên trên chẳng hạn đấy. Để cho những cái bắp ở trên ấy, nó còn một cái nửa nó chưa ngập vậy ạ. Hạt ngô rất căng bóng và ngon nhé. Sau khi mình đun 20 phút rồi các bạn ạ, các bạn sẽ kiểm tra cho mình xem ngô chín chưa nhé. Chín và rất là ngọt rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ngô ra. Các bạn chuẩn bị cái đĩa và mình sẽ gấp cái phần ngô ra nhé. Ngô ngọt này thì các bạn ăn luộc xong ấy thì chúng ta có thể ăn luôn, rất là ngọt và ngon ạ, dễ ăn. Mỗi buổi sáng các bạn không cần ăn nhiều và chúng ta chỉ cần một bắp ngô là đủ được cả chất dinh dưỡng cho một buổi sáng chúng ta làm việc nhé. Các bạn ăn ngô đều đặn sẽ rất là tốt cho tiêu hóa và cũng như là chúng ta không lo gì lên cân. Mà các bạn ăn khoa học, chúng ta ăn ngô thay các thực phẩm khác như tinh bột, như gạo, chúng ta cũng có thể là một cách để giảm cân rất là hiệu quả. Để luộc ngô ngon đấy, mình cho một thìa muối vào, đó là bí quyết để luộc ngô ngon các bạn ạ. Chúng ta không cần phải cho đường hay các thứ khác vào, nó sẽ làm cho ngô của chúng ta mất đi độ ngon, ngọt tự nhiên của ngô nhé. Nước ngô này các bạn lấy ra để mình uống nhé. Đối với những ai bị sỏi thận thì nước ngô rất là tốt để chúng ta làm giảm cái tình trạng bị sỏi thận lại. Và để cho đào thải được thận ra, thận đào thải được cái sỏi ra nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Các bạn để cho cái phần nước ngô nó nguội bớt đi, sau đó thì mình sẽ uống nhé. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn bí quyết để chúng ta luộc ngô ngon ngọt nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nhé. Rất là hữu ích và tốt cho sức khỏe. Xin chào các bạn, chúc các bạn ngon miệng ạ.